cho mình những lượt trang bị rồi. Và dường như Triple A họ đang rút lui về đội hình của mình. Họ đang bắt đầu xuống khu vực phía dưới. Hai đội hình này họ đang có một cái gì đó thực sự rằng là họ đang bắt kịp trận đấu với nhau, họ đang bắt kèo với nhau thì phải. Và phía bên này chúng ta thấy rằng vị trí của TG họ đang giao tranh với lại là vị trí của Toto Gaming. Wow, và mất một người rồi, mất hai người rồi. TG họ chỉ còn lại hai thành viên mà thôi. Và đây, bắn mốc máy rất kinh khủng. Toto Gaming họ rơi cũng chỉ còn lại một người thôi. Mà liệu rằng Toto Gaming họ có chống chọi lại được nổi hay không đây? Quả đét được ném thành công, combo được một mạng hay không đây? Và đó là Moji, đồng đội của ta bắt đầu tới rồi. Những bom kêu lên bom, bật lưu luôn cho mình cả Chrono. Phía bên này thì chúng ta thấy rằng là HQ đang dám. Bap ka, dada ka, bhai ka, sab ka badla lega ra tera phajar. Giai đoạn mà chúng ta đồ đạc chưa hề đầy đủ như thế này thì bất kỳ điều gì có thể ra. TG bên này đang có giao tranh và họ đã núp được một người rồi. TG đang tiếp tục chương trình, đó là bên phía của TG. Đây là TG. Toto và TG anh ạ. Toto, mình sẽ đọc Toto và TG anh ạ. Toto và TG đi. Aur abhi to ruko. Climax sabhi baki hai. Chỉ còn lại Yo-Yo mà thôi, anh chàng này sẽ phải chạy. Bên phía này chúng ta lại được nhìn thấy Toto Gaming đối đầu với TG. Và tôi đã nói mà Toto Gaming tách người ra quá nhiều lĩnh. Và bây giờ thì TG đẩy vào những không mafia là tốt. Khatam. Bye bye, Tata, goodbye, Gaya.